Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã từ trần lúc 10 giờ 5 phút ngày 21 tháng 9 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Theo nguồn tin từ Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khỏe Cán bộ Trung ương, ông Trần Đại Quang, sinh năm 1956, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, do mắc bệnh hiểm nghèo, mặc dù được các giáo sư, bác sĩ trong và ngoài nước hết lòng cứu chữa, các lãnh đạo đảng, nhà nước hết sức quan tâm, tạo điều kiện, nhưng đã không qua khỏi. Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần lúc 10 giờ 5 phút ngày 21 tháng 9 năm 2018 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong những sự kiện nổi bật. Sau khi được Quốc hội tín nhiệm bầu từ tháng 4 năm 2016, ông Trần Đại Quang liên tục có các hoạt động trên cương vị người đứng đầu nhà nước. Ngày 2 tháng 4 năm 2016, với 452 phiếu tán thành chiếm 91% trên tổng số đại biểu Quốc hội có mặt, ông Trần Đại Quang được bầu làm Chủ tịch nước. Chủ tịch nước Trần Đại Quang sau khi phát biểu nhậm chức tại kỳ họp Quốc hội tháng 4 năm 2016. Tối ngày 2 tháng 4 năm 2016, ông Trần Đại Quang tham dự hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người được ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, khu dân cư Nam Thăng Long 1, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bỏ phiếu bầu Thủ tướng nhiệm kỳ 2016-2021. Sáng ngày 12 tháng 11 năm 2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump duyệt đội danh dự trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Tổng thống Mỹ đến Việt Nam. Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay trong cuộc hội đàm diễn ra tại Phủ Chủ tịch ngày 13 tháng 11 năm 2017. Chủ tịch nước Trần Đại Quang thả chim phóng sinh khi giữ đại lễ Phật đản tại Chùa Quán Sứ Hà Nội sáng ngày 21 tháng 5, tức ngày 15 tháng 4 âm lịch. Chủ tịch nước dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Học viện An ninh Nhân dân và trao tặng huân chương quân công hạng nhất cho nhà trường ngày 26 tháng 6 năm 2016. Ngày 14 tháng 8, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến tham dự hội nghị ngoại giao tại Hà Nội. Ngày 5 tháng 9, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh trống khai giảng tại trường Trung học Phổ thông Chu Văn An, Hà Nội. Tuần làm việc cuối cùng của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần vào hồi 10 giờ 5 phút sáng nay, ngày 21 tháng 9 năm 2018, do mắc bệnh hiểm nghèo. Nhưng trước khi rút hơi thở cuối cùng, ông đã có một tuần làm việc với nhiều hoạt động trên vai trò Chủ tịch nước. Tiếp cố vấn nhà nước Myanmar ngày 13 tháng 9 năm 2018, tại Phủ Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp bà Aung San Suu Kyi, cố vấn nhà nước Myanmar, trưởng đoàn Myanmar tại Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN tổ chức tại Hà Nội từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 9 năm 2018. Chủ trì phiên họp thứ 6 Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương. Sáng ngày 15 tháng 9 tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương tổ chức phiên họp thứ 6. Chủ tịch nước Trần Đại Quang, trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương chủ trì phiên họp. Phiên họp thứ 6 để xem xét thảo luận cho ý kiến đối với tờ trình của Ban Quốc hội Trung ương về nội dung sửa đổi bổ sung quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo nhiệm kỳ 2016-2021. Ban báo cáo của Quận ủy Trung ương về việc điều chỉnh đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp trong quân đội. Tờ trình của Ban Cán sự Đảng Tòa án Nhân dân tối cao về đề án đổi mới tăng cường công tác hòa giải, đối thoại trong quá trình giải quyết các vụ án dân sự, hành chánh, báo cáo về một số vấn đề tồn tại vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp của một số địa phương. Gửi điện thăm hỏi Tổng thống nước Cộng hòa Philippines. Ngày 18 tháng 9, sau khi nhận được tin siêu bão Mangkhut gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho các tỉnh miền Đông Bắc Philippines, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi điện thăm hỏi tới Tổng thống nước Cộng hòa Philippines. Tiếp chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Trung Quốc. Chiều ngày 19 tháng 9 tại Phủ Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Trung Quốc Chu Cường đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt-Trung phát triển nhanh chóng và sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho cả hai bên.
trong đó lãnh đạo cấp cao hai nước đã thường xuyên tiếp xúc, trao đổi trong khuôn khổ quan hệ hai nước, đồng thời ký nhiều hiệp định cấp chính phủ và có văn kiện hợp tác đặt cơ sở pháp lý cho quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai nước. Bức thư cuối cùng cho các cháu thiếu nhi nhân dịp Tết Trung Thu. Nhân dịp Tết Trung Thu năm Mậu Tuất 2018, ngày 20 tháng 9, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có thư gửi các cháu thiếu niên nhi đồng trên cả nước. Thư Chủ tịch nước viết: các cháu thiếu niên nhi đồng yêu quý, đón Tết Trung Thu năm nay, bác thân ái gửi đến các cháu thiếu niên nhi đồng cả nước, các cháu người Việt Nam ở nước ngoài và các cháu người nước ngoài ở Việt Nam tình cảm thân thương nhất. Bác rất vui khi các cháu tu dưỡng, rèn luyện, yêu lao động, ham học hỏi, yêu thương, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, tích cực phấn đấu là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan bác Hồ. Nhiều cháu đã vượt khó, vươn lên đoạt giải cao trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế, mang vinh quang về cho Tổ quốc. Mỗi việc làm tốt của các cháu là niềm vui của nhà trường, gia đình và xã hội, làm cho đêm hội trăng rằm thêm vui tươi, bổ ích. Các cháu yêu quý, Đảng, Nhà nước, các thầy giáo, cô giáo và các bậc phụ huynh luôn quan tâm, chăm lo để các cháu được sống, học tập, rèn luyện trong môi trường an toàn, lành mạnh. Bác mong các cháu tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, chăm ngoan, học giỏi hơn nữa. Sau này tiếp bước cha anh xây dựng đất nước ta ngày càng giàu đẹp, phồn vinh. Bác gửi đến các cháu nhiều cái hôn, thân ái. Đại biểu Quốc hội muốn làm rõ có lợi ích nhóm về sách giáo khoa hay không. Các đại biểu Quốc hội băn khoăn vấn đề lãng phí trong việc in sách giáo khoa dùng một lần và đề nghị Bộ Giáo dục Đào tạo làm rõ có hay không hiện tượng độc quyền. Lợi ích nhóm trong phát hành sách giáo khoa. Mỗi năm xã hội mất 1.000 tỷ vì sách giáo khoa dùng một lần. Phát biểu tại phiên họp 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ tư, sáng ngày 19 tháng 9, bà Lê Thị Nga, chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp, cho biết rất băn khoăn về sách giáo khoa và sự lãng phí trong in ấn sách giáo khoa. Nghị quyết 88 nói, một chương trình nhiều bộ sách giáo khoa. Nhưng thực tiễn, có tiết kiệm trong việc in ấn sách giáo khoa, bà Nga đặt câu hỏi và cho biết hiện có nhiều dư luận nghi ngại liên quan tới độc quyền trong hoạt động của nhà xuất bản giáo dục và đề nghị Chính phủ, Bộ Giáo dục Đào tạo làm rõ dư luận này. Bà Nga cầm cuốn sách giáo khoa môn toán lớp 1 giơ lên và cho biết trước đây bài tập có sách riêng. Sách giáo khoa có sách riêng, nhưng bây giờ bài tập lại chung với sách giáo khoa và học sinh buộc phải ghi bài tập vào sách. Theo bà Nga, với cách in ấn sách như hiện nay, học sinh khóa sau không thể dùng được nữa. Tại sao bây giờ khác thế hệ trước? Một bộ sách không dùng được, hai hay ba thế hệ. Tại sao lại phải ghi bài tập vào sách giáo khoa? Tại sao chúng ta lại để phí? Mỗi năm chúng ta xuất bản hơn 1 triệu cuốn sách giáo khoa, xã hội mất 1.000 tỷ đồng, nhưng đến năm sau, không dùng được nữa. Bà Nga nói và cũng đề nghị Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ làm rõ vấn đề này. Thí điểm quá lâu mà người dân không biết tốt xấu thế nào. Tiếp ý kiến của bà Nga, trưởng ban dân nguyện Quốc hội Nguyễn Thanh Hải cho biết vấn đề sách giáo khoa dùng một lần. Bà đã trực tiếp trao đổi với Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo khóa trước và nhiều đại biểu Quốc hội, cử tri cũng đã nói. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục Đào tạo cứ nói, đấy không phải sách giáo khoa, mà chỉ là sách bài tập, sách tham khảo. Tôi không muốn đưa ra ở đây. Nhiều sách như chị Nga vừa đưa ra, nhưng qua tìm hiểu, thì nhiều sách có các bài tập, ô trống, các đường nối, đường kéo. Bà Hải nói và nhấn mạnh, giá mỗi cuốn sách chỉ từ 10.000 đến 12.000 đồng, nhưng lại ảnh hưởng tới môn nhà. Khi hiện nay cả nước có tới 15,6 triệu học sinh. Từ đó bà Nga đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo quan tâm tổ chức thanh tra. Ngay vấn đề này, đặc biệt liên quan tới biểu hiện, lợi ích nhóm giữa biên soạn và phát hành sách hay không. Bên cạnh đó, bà Nga cũng cho biết, hiện nay có dư luận về việc các trường ép học sinh mua sách tham khảo, dù không cần thiết. Có phụ huynh nhắn tin cho tôi nói là sách tham khảo mua từ đầu năm, nhưng đến cuối năm, vẫn còn mới tinh, không dùng gì cả, bà Hải nói và đề nghị. Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo phải có tổng kết, đánh giá việc thực hiện việc này. Một vấn đề khác cũng được trưởng ban dân nguyện Quốc hội đề cập là thí điểm, thí nghiệm trong giáo dục. Bà Hải đề nghị cần có tổng kết, đánh giá các chương trình thí điểm, thí nghiệm và có công bố rõ ràng, tránh để thời gian thí điểm quá lâu,
mà cử tri không biết, thí điểm đó tốt ở điểm nào, xấu ở điểm nào. Vì giáo dục thường xuyên, liên quan tới cử tri, nên đề nghị Bộ trưởng quan tâm hơn tới người phát ngôn của Bộ Giáo dục Đào tạo, để thể hiện rõ chính kiến của Bộ trước các vấn đề nóng, tránh gây hoang mang, bà Hải nói.